Mình chào mọi người đến với kênh của mình ha. Hôm nay có ít món đồ về làm, rồi con có nào thích hợp với công việc thì liên hệ mình nha. Đó, người xem dây nè, dây cũng còn ít nữa. Rồi mấy món này, linh tinh ha, có hai món này, đi bãi sáng đùm được. Rồi thì mọi người xem kênh nhớ bấm một like ha. Rồi. Thì mua trên giống 400 ngàn mình bao ship cho mọi người. Đó, người xem có nào mà xem mua thích hợp mua ha, cộng thêm giao vị trí. Biết giờ công việc cũng khó khăn ha. Thì người xem coi có nào ủng hộ được ủng hộ ha. Rồi. Đây cái dây Tajima này nha mọi người. Đó, cái này là cái đai. Cái đai thì đây. Đó. Đó này, có USB nữa ha. Đây 5V nè, nó bán cũng khoảng 7.000 tám yên là khoảng 1 triệu mấy, gần 2 triệu nha. 5V nè. 7V thì nó lại rẻ hơn, 7.4 đó. Đó. Nó có jack ra nè, jack ra 5V ha. Đó, thì này 1 triệu mấy lận nha mọi người. Đó. Thì mình test ra cho mọi người là test trên cái cục pin nè, đó. Nó còn cũng ok lắm rồi. Bãi đi để dơ dơ vậy thôi. Đó, đeo vô ha. Này là nóng luôn. Cho này nóng ha. Đó. Cái đai ha. Đó. Thì mình sẽ test cho mọi người xem nha. Đó, mình cắm này vô. Cái này mình cái cục pin này mình bán luôn là mình không có bán nha. Cái này mọi người bỏ sạc dự phòng lên là ok mọi người. Đó, mình test cái cục pin này thôi, pin này nó mình không có sạc dự phòng nó hết luôn. Mình test cái cục này dung lượng nó hơi nhỏ. Đó, bấm thẳng vô nè. Đó. Bấm thẳng vô là lên đèn đỏ ha. Đó, này là nó lên đèn dây cam, đèn trắng. Đó. Đèn đỏ là sưởi gì đó. Đó thì pin này mọi người bỏ vô này nè mọi người. Nó có túi nè. Cái như này bỏ vô. Đó, thì cục sạc dự phòng hay cục pin nhỏ nhỏ ha. Đó, mình đang nhấn nha. Rồi. Thì mình sẽ đo nhiệt độ cho mọi người xem nè. Cái này nóng từ từ chứ. Đây. Đó đo nè, cái tay có quạt máy nữa ha. Đo bóng nhiệt độ nè. Đây, nó có nóng nha, nóng ấm ấm. Cái này là 35 độ 2 ha. Đó, rồi mình để nha. Còn cái chỗ này nè. Đo nè. Rồi không. Ủa. Nóng hả ta? Đo cái chỗ này đi. Ủa sao mệt kì. Mình đo tay mình 35 độ 9 ha. Đấy, thân nhiệt mình đúng nào nó lớn ha. Rồi. Đây. 35 độ 4 ha. Đó, rồi người hồi nó nóng lên nha. Rồi đo đây nè. 35 độ 1 rồi ha, này nóng lên nè. 35 độ 5 rồi, đó mình để cho hồi nó nóng đó, mình đo lại cho mọi người xem nè. Nó đang nóng nha. Rồi thì mình test cái này đi. Đó, tại cái dung lượng của pin mình đó, đó cái bơm này mình bán 600 nha. Đó, nó ngoài hình nó vậy ha. Bơm điện khá xịn đó mọi người. Nó dung vừa. Đó, đầu này nè. Đó, của nó là của Honda nha, 15A, 12V. Test cho mọi người xem. Đó, cây này bán 600 nha. Bãi giờ bán cái này cũng 5-600, 500 rồi mọi người, 400 nữa. Bãi giờ nó bán cũng cao lắm, biết chủ bãi nó giờ nó với là hàng cao quá, giờ nó bán cũng cao lắm rồi. Lúc mình không muốn mua đồ, mua cái nào hợp lý thôi. Chứ bán không được mà mua vô là. Đó, mình test cùng pin nè. Thấy ha. Bấm nè. Vào bơm ok nha. Đó. Nói chung là cái bơm này xịn lắm mọi người. Đó. Người đóng 3 cục pin đó, nhét vô đây cũng được nè. Đó, bỏ vô xe. Đó, cái này chạy chân dương nha. Đó. Đó, cái bơm mà thường thường để ý, mọi người thấy cái đầu nó đồng là xịn nha. Đó. Còn cái bơm mà cũng bãi luôn nhưng mà nó cái này như hãng theo xe không rồi. Nó có gần gần đây chút không sao nha. Nó có hơi cong cong không có ảnh hưởng nha. Rồi bán 600 nè. Đó cái này nè mình đo lại. Đây nè ha. Này mình đo cho mọi người xem nè. 15 độ 8 ha, nó nóng quá. Đây nè.
ấm ấm luôn rồi. 36 độ 6 rồi ha. Đó. Còn bấm đo, đo đây là khác này mọi người. Nè. 34 độ 9 ha, nè. Đó, hai mặt nó khác nhau nha. 34 độ 9 này gồm đo đây nè. Làm cho độ 6 nha. Đó, nó ấm 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 ấm. Nói chung là cái này pin mình nó nhỏ thôi. Thì mình test vậy thôi, nói chung là ok, có nóng nó được rồi ha. Đó, tắt nè, vẫn giữ vô tắt. Cái đài để đài sửa ấm hay gì đó. Nói chung là cái này trước mình cũng có bán một cái bán rồi mà không nhớ là. Đó, giờ gỡ ra nè. Đó, pin nhỏ này cũng được ha. Thì mọi người có pin này mình bỏ ở đây. Cái sạc dự phòng mình xài cũng được nha, cổng 5V là được hết đó mọi người. Đó. Cổng 5V là xài được hết. Rồi bán cái này 300 ngàn nha, không có tính cục này nha. Cục này nó lâu lâu sạc điện thoại đi đó. Đó, 300. Mới nó 1 triệu mấy ha, nói chung cái này cũng còn mới luôn. Tại để trong cái lô Tajima nó để ngoài bãi nó để nó cũ. Nhiều người tao cũng đâu biết này là gì xài. Thiệt, nhiều người tao không biết ha. Đó. Bán 300 nha, cái đai ai sửa ấm. Rồi, thì mình bán dây nha mọi người. Đó, dây. Dây. Rồi thôi mình chẳng có thanh lý cái này luôn đâu rồi. Đó. Ba cái bơm này đứng mình thanh lý rồi đó. Đó, cái bơm này là chạy ok nè. Đó, bơm hơi này chạy ok là áp lên khoảng 10 kg, đo lên 10 kg luôn nha. Đó 12V. Đó, con này không là đó mua cũng 200-300 ngàn á. Rồi hai cái bơm này nè. Nó chạy nha. Nhưng mà nó hơi cao quá. Mọi người thấy cái motor hay là gì ha. Đó hai cái bơm này 12V. Đó. Mấy clip trước mình cũng có đăng rồi. Rồi mình bán ba cái này 400 ngàn nha. Coi như là cái này mà mua 300 rồi. Mua như mua để chế đồ mà. Đó. Cũng có clip test luôn rồi. Rồi ba cái này còn hai cái này nó chạy cũng mà nó không có test nước nha. Nó chạy lên đây, nói chung là motor vẫn chạy. Đó, thì mọi người coi mấy clip trước mình có ha. Mình thanh lý 400 nha. Đó. 400 mình thanh lý luôn cho nó gọn. Đó. Này để chế đồ là mọi người mua để xe cũng được nè. Đó. Rồi gắn cái đầu dây vô thôi. Bơm xe đạp, bơm xe hơi được hết. Còn hai bơm kia mọi người giờ lấy đầu bơm lấy motor bỏ đầu ra cũng được hoặc là coi chỉnh lại ha. Rồi. Mình bán cái cục dây ha. Rồi quay qua dây. Cái dây này nha. Đó, cái dây này là dây dây nguyên cuộn nó khoảng 95 m nha. Đó, 95 m. Đó, mình cũng bán mấy cuộn cho cái anh kia rồi. Nói chung là cái này nó xài nước xài hơi vậy cũng ok. Đứng lên rồi. Đó, cái này ở trong là 4 ly, ở ngoài 8 ly, nó cực dẻo luôn. Đó. Cực dẻo luôn nha. Đó. Cực dẻo luôn. Đó, thì mình bán cái, nguyên một cuộn này luôn nha. Đó, mình bán 800 ngàn nha. Đó, bán giá sale luôn. Tính ra là khoảng mấy ngàn mét rồi mọi người. Để ăn dây đây luôn. Này người làm tưới nước nè. Rồi hơi nè. Rồi ok ha, nó ba lớp rồi. Rồi. Nửa cuồng cũng bán luôn nha. Nửa cuồng 400. Rồi. Nguyên cuồng luôn, nó 95 mét. Về làm tưới cây hay là hơi hay gì ha. Nó chỉ có là tại nó dày là nó 4 ly luôn rồi. Đó, ở trong 5 ly thì như mấy dây kia ha. Đó. 95 mét là tính ra khoảng mấy ngàn mét rồi nha. 7 ngàn, 8 ngàn, không tới 8 ngàn, 8 ngàn. Đó. Không tới 8 ngàn nha. Đó, 8 ngàn. Đó. 400. 400 nửa cuộn ha, cuộn 800. Bán cho nó hết rồi. Này còn hết. Rồi cái dây mắt này ha. Đó, dây mắt này mình bán 25 ngàn mét luôn. Đó, này bán sale cho người luôn ha. Đó, còn ít rồi. Cái này khoảng nguyên đàn khoảng 70 mét. Đó, này là trong nè. Mắt nè, 6 ly ha. Đó. 6 ly. Dẻo nè, ha. 6 ly nha, mắt mà mắt là đặc biệt là nó không có đề mắt da băng nha, tại xài đồ điện Nhật. Hàng xuất thì nó mới da băng. Đó.
cái đầu nó, mình cho mình xem đây, ba lớp ha. Ở con này áp cũng cao á, áp 15-30 ha. Đó. À, dẻo nè. Rồi này bán 25.000 mét luôn nha. Đó, treo. Đó, cái này hết luôn, còn cái đoạn này khoảng khoảng 70 mét. Đó, ai lấy hết thì mình để giá tốt hơn chút. Đó, về bán lại gì ha. Dây này cũng ok nha. Rồi. Rồi cái dây mắt, đây. À, dây mắt này ha. Đó, gắn có được đục cặp đầu tự động đứt. Đây. Bán 60.500 nha. Đó. Cầm anh đi nha. Con cái mà. Đó, cầm anh đi nè. À ha, mới tin luôn. Đầu gắn vô đầu thông dụng trên đường nha mọi người. Rồi, cái dây này là 20 mét nha, mắc luôn. Đó, mắc nè. Đây ha. Đó, mắc 7 ly nè. Đó, tiếng Nhật không à. Nó không đề da băng ít á. Mắc hình như mình thấy đa số ít lắm. Đó, mắc trần mắc mà nó xuất đi á mọi người. Xuất đi thì nó có da băng mà cũng hiếm luôn, cũng có luôn. Mắc ha. Đó, trong 7 ly ngoài 10 ly, rồi đoạn này 20 mét. Mình bán giá là 650 ha. Còn ví dụ người không lấy đầu này á, mình bán giá 500 nha, 25.000 mét. Rồi cái đoạn này 10 mét. Đó. Gắn vô đầu bình thường vẫn được nha. Đó, đây cái dây nữa đây. Mình bán 250 nha. Đó, 3 lớp rồi. Nó mềm dẻo lắm ha, người ha. Bóp vô nó thẳng ra nó bình thường. Đó. Rồi 10 mét này 25.500 nha. Đó, có hai đoạn ha. Rồi. Dây mắt xong ha. Đó, thì mọi người nhắn tin là dây xanh lá cây. Dây xanh lá ha. Rồi cái dây này, đây mình bán cái dây bên cái dây này. Còn cái đoạn này nữa. Đoạn này là 25 mét, hai đầu đứt luôn. Đó, nó có cái ở trên đầu nó có một chữ thôi nha, một hai chữ thôi ha. Còn lại là không có chữ nha mọi người. Ở trong 8.5 ly nè. Ở ngoài 12. Đó, mình bán cái chạy này là giá là 600.000 luôn nha. Đó, 600.000. Bán cho nó là kèm đầu đứt luôn, đầu này hết 150 nha. Đó, còn không lấy đầu thì mình bán 450. Bỏ ra luôn. Nhưng mà đầu này phải gắn vô đó ok hơn nha mọi người. Ở dây này mà người có rulo á, rulo này hay cho nó dẻo lắm ha. Rồi. Đó, lấy 600.000 ha. Đó, kẹp đầu đứt luôn nha. Nhập bên đây là hoàng nha. Rồi cái đầu này, cái này gắn đầu thông dụng ha. Thì cái dây này mình bán là neo là mình bán 18.000 nha. Đó, nó tại sao 18.000? Nó cũng y chang luôn. Đó, nó có chữ đó rồi. Nhưng mà cái số nó chưa đóng nha. Đó nè, đây nè. Để mình cắt hên xui nha, đây nè. Đó. Yamato là 2 quali nè, chất lượng ha. Đó 10 ly nè. Ở trong là 6.5 ly nè. Máy in da băng ha. Đó. Áp 15 kg ha. Đó, nó có cái nên nó cái nó chưa in nha. Đây. Cái nên nè. Đó, mình bán cái in luôn nè mọi người ha. Đó, có đoạn nó in đoạn nó không. Đây nè. Đoạn nên quá trời luôn. In nha. Đây. Đó. Thì mình cắt hên chui nha. Đó. Này cũng in nè. Đó. Cái này cũng có luôn. Có đoạn nó không có. Đây có luôn ha. Đó. Nói chung là cũng có, cũng đoạn có đoạn không ha. Đó. Thì cắt hên chui cho mọi người nha. Đó. Đây nè. Đó. Chữ ha. Đó. 3 lớp luôn. Ủa này có chữ cũng nhiều mọi người ha. Mình nhìn đây thấy đó, có chữ cũng nhiều á. Bán 18.000 thôi. Đây nè.
nó chữ quá trời. Mình thấy có đoạn nó không chữ hay là chữ hết luôn thôi. Đó có chữ nha. Đó rồi. Đó rồi. Rồi 18.000 luôn. Ở trong là xấu đó. Cũng có chữ vô kìa ha. Đó. Rồi mình bán giá 18.000 rồi dán giấy đỏ ha. Lại nó in số in chữ nè. À có chữ nhiều nha mọi người ha, có số luôn. Đó thì mình bán có đoạn không chữ thì nó cũng có nha. Thì bán 18.000. Đó. 10m 18 nha. Đó mọi người cần liên hệ mình nha.